lãnh đạo chi nhánh Viettel Ninh Bình đã đến thăm hỏi tặng quà các thương bệnh binh đang điều trị tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Nho Quan nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Lãnh đạo Viettel Ninh Bình đã gửi lời tri ân sâu sắc đối với những đóng góp của các thương bệnh binh, những người có công với cách mạng đã không tiếc máu xương của mình để đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Chúc các thương bệnh binh một năm mới sức khỏe, hạnh phúc, đón Tết trong không khí vui vẻ đầm ấm. Đồng thời bày tỏ mong muốn cán bộ viên chức trung tâm tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tâm huyết, trách nhiệm để thực hiện tốt hơn nữa công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, phục hồi chức năng cho các thương bệnh binh. Nhân dịp này, lãnh đạo chi nhánh Ninh Bình thay mặt Tập đoàn Công nghệ Viễn thông Quân đội Viettel đã trao tặng các suất quà cho các thương bệnh binh tại trung tâm với tổng giá trị là 79 triệu đồng.